nha khoa Iota. Răng của bạn như răng của chúng tôi. Iota xin chào. Hôm nay Iota sẽ chia sẻ cho bạn một ca lâm sàng tiếp theo, đó là điều trị tủy răng sữa. Như bạn có thể thấy này, tình trạng răng của bệnh nhân đến với chúng tôi đó là cái răng 84 của bạn nhỏ lên là vẫn là răng sữa, và các bạn bị sâu vùng kẽ này. Sâu vùng kẽ và mình để lâu rồi mình không xử lý thì cái răng của bạn đã bị chết tủy và làm cho cái răng của bạn đang bị sưng. Đây, như bạn có thể nhìn thấy cái lốt sưng ở bên ngoài này. Đấy. Thì như trường hợp này của bạn nhỏ thì tôi sẽ tiến hành điều trị tủy. Và đây là tôi xin nhắc lại, đây là trường hợp đó là chúng tôi là đang làm cái ca lâm sàng, đó là điều trị tủy răng sữa, và xin mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình làm của chúng ta. Là to chủ nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, sau khi cái răng của bạn tôi đã mở rộng ra như này này, các bạn nhìn thấy chưa, trong mỗi một cái răng rất là rộng này, và cái tủy này của bạn đã chết thối rồi. Và đây là cái trường hợp là chúng tôi là điều trị tủy răng sữa đó, cho một bạn nhỏ năm nay bạn 16 tuổi, thì răng này của bạn là sẽ rơi vào tầm khoảng 10 tuổi, thì các bạn là bắt đầu là sẽ thay răng này các bạn nhé. Nên quý khách hàng mà có con nhỏ thì Iota khuyên là cứ định kỳ 3 đến 6 tháng mình cho các bạn nhỏ đi kiểm tra răng miệng một lần nhé, thì để mình sẽ phát hiện được những cái trường hợp ngay từ ban đầu thì mình sẽ xử lý nó đơn giản hơn và nhanh hơn và mang lại kết quả cao hơn nhé. À, đây là bây giờ tôi đã mở ra rồi, và bây giờ tôi sẽ tiến hành nong. Đây là một cái máy nong. À, đây là cái máy nong rửa tủy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Xin mời quý khách cùng theo này. Được, cùng xem. Đây là cái máy nong tủy của chúng tôi. Mục đích nong là để cho các cái ống tủy hay là các cái ngà mủn ở trong cái răng là sẽ đi ra hết. Và đây, cái công dụng của cái máy nong này nó là như vậy, và cái rất là hay đó là cái máy nong rửa tủy bằng máy này. Đấy, và nó uốn cái file này, có thể uốn được cái file dẻo, các bạn nhìn thấy chưa, file rất là dẻo nhé, uốn được này. Đấy, uốn theo cái chiều của ống tủy, của chiều ống tủy và chân răng, thì như thế nó sẽ mang lại hiệu quả rất là cao. Đây gọi là cái máy nội nha, máy nong rửa tủy các bạn nhé. Và Iota đang điều trị tủy với công nghệ là tất gồm có tất cả các cái máy nong, hay là máy định vị chân răng, hay là máy máy soi chân răng, thì như thế nó sẽ đảm bảo trong cái quá trình điều trị tủy các bạn nhé. Và xin mời các bạn cùng theo này. Con này to chủ nha con. Đấy, giờ chúng tôi sẽ cho vào cái ống tủy, chúng tôi nong rửa. Và cái tủy này của bạn là điều trị tủy nó sẽ không đau các bạn nhé. Đến với Iota thì Iota sẽ làm cho các bạn là không đau. Cái máy nong rửa tủy này, cái máy nong tủy đây là giúp đầu tiên là giúp cho các bác sĩ là giải phóng sức lao động, là sẽ không bị mỏi tay các bạn ạ. Đấy, và quan trọng hơn nữa là làm cho cái ống tủy của bệnh nhân cũng sẽ sạch sẽ hơn. Sau khi nong rửa xong ấy, thì tôi là sẽ tiến hành bơm rửa. Đây là một cái nước rửa này, chúng tôi sẽ rửa cho các cái ngà mủn nó đẩy lên, đẩy hết lên. Đây các bạn có thể nhìn thấy quá trình bơm rửa thôi này, bơm rửa là cho đẩy các cái chất bẩn ở dưới cái trong cái ống tủy ra. Đấy, sau khi bơm rửa xong thì tôi là sẽ tiến hành là xì khô và đắp thuốc vào trong cái răng này, đắp thuốc vào trong cái răng là để cho cái buồng tủy sạch sẽ, và sẽ theo cái lần hẹn của các bác sĩ hẹn từng khách hàng. Và khi các bạn đến với Iota thì Iota đầu tiên là Iota là sẽ cam kết hoàn tiền 100%. Cái cam kết thứ hai của Iota đó là cam kết dòng sản phẩm chính hãng. Cam kết thứ ba tiếp nữa là của Iota đó là thẻ bảo hành chính hãng. Và các bạn muốn biết thẻ chính hãng hay không thì các bạn hãy đến Iota, và mỗi thẻ bảo hành của Iota là đều có mã QR code, thì các bạn có thể là quét thì mình sẽ biết được cái dòng sản phẩm này của chính hãng hay không. Và nếu như các bạn ở gần Iota thì hy vọng các bạn có thể qua Iota để các bác sĩ Iota thăm khám và kiểm tra cho các bạn. Còn nếu như quý vị mà xa Iota, có thể là qua các phòng nha có biển ghi bác sĩ ở trên biển quảng cáo, thì như thế là phòng khám thứ nhất là đầy đủ pháp lý, cái thứ hai nữa là
cái công nghệ, cái trang thiết bị, và cái quan trọng nữa là cái thứ ba đó là cái khâu tiệt trùng và vô khuẩn để đảm bảo trong cái quá trình làm cho khách hàng để an toàn trong cái quá trình mình vệ sinh. Nếu như các bạn thấy video của Yota hay thì hy vọng và mong quý khách hàng hào phóng cho Yota một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp Yota là lan tỏa sự yêu thương và giúp các cộng đồng của Việt Nam nhà mình biết được cái tình trạng răng miệng để mình đi khám định kỳ để có một hàm răng chắc khỏe để các bạn nhé. Tôi xin nhắc lại lần cuối, đây là cái trường hợp cái ca lâm sàng của tôi điều trị cho các bạn, đó là điều trị răng sữa. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Yota. Yota xin chào, Yota xin cảm ơn.